Chào quý vị và các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một tờ vé số cào khá là đặc biệt. Tờ vé số cào này mình mua với mệnh giá là 10 đồng. Tờ vé số cào này không có giải thưởng tối đa, nhưng mà cái giá trị cao nhất của cái tờ vé số này là 20.000 đô trong vòng 25 năm. Tờ vé số này nó khá là dài. Luật chơi của tờ vé số này cũng y chang như những tờ vé số trước mà mình giới thiệu với các bạn. Thì trên tờ vé số này có tất cả là 6 con số trúng thưởng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và có tất cả là 20 ô cào. Và nếu như chúng ta cào được bất kỳ con số nào trùng khớp với 6 con số trúng thưởng này, thì chúng ta sẽ trúng giải thưởng ở ô cào đó. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu cào tờ vé số này. Thì mình sẽ bắt đầu với 6 con số để trúng giải. Con số đầu tiên là số 10, con số đầu tiên là số 42. Số tiếp theo là số 26. Số tiếp theo là số 45. Số tiếp theo là số 25. Số tiếp theo là số 24. Số tiếp theo là con số 27. Ok, như vậy là mình đã cào ra tất cả 6 con số để trúng giải. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cào ô cào đầu tiên. Ô đầu tiên là con số 36, như vậy là mình không trúng rồi. Số tiếp theo số 23, 23, 24, sai một nút, không trúng. Số 43, sai một nút, không trúng. Số 35, không trúng. Số 12, không trúng. Số 15, không trúng, có vẻ khá là khó trúng này. Số 34, không trúng rồi. Số 9, không trúng. Số 48, càng không trúng. Số 39, càng không trúng. Số 16, không trúng. Số 14, không trúng. Số 33, không trúng. Số 47, không trúng. Số 24. Yeah, 24 trúng rồi. Như vậy là mình đã trúng được 15 đồng. May quá, chỉ nữa là mình lô vốn rồi. Kế tiếp, số 22, không trúng. Số 44, không trúng. Số 8, không trúng. Số 30, không trúng. Số 29, không trúng. Giờ mình sẽ cào toàn bộ ruột gan của tờ vé số này ra cho các bạn cùng xem. Ok, vậy là mình đã cào ra hầu như là toàn bộ cái bên trong của tờ vé số này. Như vậy là mình đã cào xong tờ vé số này và cái giải tối đa mà mình trúng được trên tờ vé số này là 15 đồng. Số này xin gặp lại quý vị các bạn trong những video clip kế tiếp. Xin cảm ơn.